Các bạn có muốn tôi sửa cái chữ số bài tập hôm trước không nhỉ? Tôi sẽ chữa một số bài tập nhé. Để chúng ta xem qua nó như thế nào. Ví dụ cái bài để nhé, tôi lấy cái bài số 1 là viết chương trình sinh cái dãy là từ 1 đến n nhé. Thì bài làm như thế nào? Thì cái bài số 1 là rất đơn giản là làm như sau nhé. Là cho chữ n, tôi lấy ví dụ n bằng bằng 100 chẳng hạn. Bây giờ tạo ra cái dãy con tạo ra cái dãy từ 1 đến n làm như sau. Tôi tưởng chúng ta chỉ biết là có nhiều cách làm, nhưng mà đây là ví dụ mình này có thể có hai cách nhé. Cách nhất là như thế này, là chúng ta viết chương trình kiểu như này. Tôi viết là bằng bằng rỗng nhé, xong tôi cho một cái lệnh lặp như này, for i in range từ 1 đến n, tức là 1 đến n cộng 1. Đây chính là dãy này là từ 1 đến n này. Sau đó tôi sẽ bổ sung cái i đó vào vào a đây, a chấm append i. Đây là cái lệnh mà tạo ra cái dãy A là gồm có các phân tử từ 1 đến n. Đấy, từ 1 đến n. Cách thứ hai nhanh hơn là chúng ta làm như sau. Chúng ta chỉ viết, chỉ cần viết là A bằng list mà cái list nó làm cái hàm để biến đổi dữ liệu từ dạng khác sang dạng dãy, thì nó sẽ biến đổi ngay cái hàm range này. Cái hàm range nó là một cái, bản thân cái hàm range nó trả lại là một dãy các cái giá trị, thì cái hàm list nó có nhiệm vụ là chuyển cái dãy đó sang list, thì tôi viết là 1,n=1. Đấy, thì cái này là cách nhanh nhanh nhất là cách hai này, thì đúng một dòng thôi, đúng một dòng thôi. Đó. Thêm một dấu ngoặc nữa mình thay rồi. Như là cái hàm range này là một cái dãy từ 1 đến n, còn cái hàm list là cái hàm chuyển đổi từ dãy đó là sang sang kiểu dữ liệu list. Đấy, cái cách hai là như thế này, rất là nhanh. Yeah. Bây giờ cái bài số 2 là cái bài là cho chữ n và sinh cái dãy từ 1 2 3 đến n trừ 1 n, xong lại lùi xuống n trừ 1 2 1. Đấy. Thì bài đấy cũng cũng đơn giản thôi. Mình viết thành một lệnh thôi nhé. Phải như sau này. A này. Đầu tiên là cái dãy từ 1 đến n thì giống trên tôi viết như này, list nhé, list này là range. Còn mình tôi n gắn tôi viết là n bằng bằng 10 đi nhé, cho nó dễ nhé. Rồi, a này bằng này. List đầu tiên là cái dãy từ 1 đến n trước này. Nhé. Range 1 n cộng 1 trước này, đó. Thì đây là cái dãy từ 1 đến n nhé, gọi là thông chứ. Alo. Ủa chúng ta mới tư năm rồi mà sao? Em tôi vào lớp à? Tôi lại thấy nó khác rồi đấy. Mình đang dạy tiếng lớp mình bạn mình sẽ chăm sóc sau nhé. Đây thì đây chính là cái dãy em là từ 1 đến n. Bây giờ tôi muốn cộng thêm vào lại n trừ 1 đến 1, thì tôi chỉ việc làm phép cộng này thôi. Cộng cộng dãy các dãy được cho phép là cộng với nhau mà. Thì cái dãy thứ hai là như thế này. Cái dãy thứ hai là range từ n trừ 1 xuống n, tức là n trừ 1 nhé. Xuống 1 tức là xuống 0 và step là trừ 1. Đấy. Như vậy cái bài số 2 làm như thế này. Nó gồm có hai tổng hai cái dãy con, cái dãy thứ nhất là dãy này là dãy này, và dãy thứ hai là dãy này. Đó là cái bài bài số 2 đấy nhé. Chúng ta enter này thì a nó sẽ là dãy từ 1 2 đến n đến đến n này, sau đó nó đã giảm xuống từ n trừ 1 xuống đến 1. Đó. Được chưa? Có bài nào khó nữa không, bài nào ấy nữa không? Thì tôi sẽ mà bài số 8 nhé. Bài số 8 là bài mà cho trước dãy A, bây giờ viết một cái lệnh để sinh ra cái dãy B và C. B là nửa đầu của A và C là nửa sau của A.
thì chúng ta biết là kia ví dụ tùy thuộc vào cái chuyện là chúng ta coi thế là nửa nhé. Ví dụ là trường hợp mà là A là có số chẵn, ví dụ tôi lấy nhé, ví dụ là A là 1,2,3,4, nên là bài này là có bốn phần tử, thì chúng ta hiểu là một nửa đầu tức là 1,2 và nửa sau là 3,4. Bây giờ sử phần nó có dạng là lẻ phần tử 1,2,3,4,5, thì là thế nào là nửa đầu, thì tôi có hiểu là nửa đầu tức là 1,2, còn nửa sau là 3,4,5. Được chưa? Như vậy là cho trước một cái A bất kỳ, bây giờ tôi tách ra là B, P, B sẽ là cái nửa đầu của A và C là cái nửa sau của A nhé. Thì làm rất đơn giản như này thôi. Mình cho trước A bất kỳ này, ví dụ A như này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, như vậy cho nó dễ lấy nhé. Rồi, thì bây giờ tôi viết là đặt N bằng len A để ra tính cho nó dễ nhé. Đấy. Thì nửa đầu của A chính là từ đầu cho đến cái giá trị là cái thương nguyên của len A chia 2. Đấy, thì là như sau này. Thì có phải là cái thì B chính là cái mà cái đoạn từ đầu tức là A này nhé. Từ đầu là 0 này cho đến cái vị trí là len A chia 2, tức là tôi có viết là N đi. N chia cho 2 cộng 1. Thì đây chính là cái nửa đầu của A đây. Từ đầu cho đến len A chia 2 thì tức là N chia 2 cộng 1 thì nó là đây chính là tính là nửa đầu. Nửa đầu. Còn nửa sau là như sau. Nửa sau là bắt đầu từ đây cho đến hết, thì nửa sau chính là A. Chính là A và đây là N 2 cộng 1. Đấy. Và đây kết thúc. Vậy thì chúng ta thì B chính là cái nửa đầu của A nhé. Tôi biết nhầm. Như vậy trường hợp này là 9, như vậy nên A chia 2. Đây tôi kiểm tra C này. C thì chúng ta có phải là cái sau không? Cái này hơi ngược nhé. Nếu chúng ta coi nửa đầu là từ 0 cho đến 4 thì ta phải làm lại một chút. Thì tôi viết lại một chút thì nó hợp lý hơn nhé. Đây tôi về như này. Nửa đầu là tôi viết lại này. Nửa đầu là cái phần chẵn lẻ là như thế này. Là A viết lại là cái A là 0 cho đến N chia 2. Đấy, cái này hợp lý hơn này. Đấy, cái này đúng hơn này. B nhé. C bằng A N chia 2. Dùng slicing cho nó dễ. Đấy. Thì B là cái nửa đầu lẻ của A, còn C là cái nửa đầu là cái nửa cuối. Đó. Bây giờ cái bài số 8 đúng không? Bây giờ tôi làm thêm các bạn bài số bài số 10 nhé. Bài số 10 là một bài khó. Cho trước dãy A và dãy con B và dãy B bất kỳ. Độ dài của B nhỏ hơn của A, bây giờ cần viết chương trình để đếm số lần lập có thể trùng lấn của dãy B trong dãy A. Ví dụ của chúng ta B là dãy là 1, 2, 1 và A là kia nhé. Và đây tôi phải lập trình một chút, lập trình nhé. Tôi viết lại lập trình cho các bạn này. Đây là tôi giải cái bài bài tập. Giải bài tập số 10 nhé. Số 10 của chúng ta. Tôi cho A bằng này. A bằng tôi copy A bằng đây ví dụ nhé. A bằng cái dãy này. Còn B thì bằng là 1 2 1. Thế như vậy là B là ở trong A là chỗ nào, là đây là một lần lặp này nhé. Hai lần lặp này. Và cuối cùng ba lần lặp, như vậy đây là ba lần lặp mà không mà mà có cho phép là có trùng lấn lên nhau, không trùng lấn gì khác nhé. Đó, thì bài này tôi phải tìm cái số lần lặp của B mà cho phép trùng lấn trên A nhé. Thì cái làm như sau này, thật ra cũng dễ thôi, tôi chỉ cần cho biến k chạy từ đầu của A đến cái vị trí đến đến cái vị trí mà
tới vị trí này chẳng hạn, tới vị trí này, sau tôi kiểm tra xem là ba phần tử liên tiếp của A đó nó có trùng với B hay không nhé. Như vậy tôi làm như sau, tôi đặt n bằng len A nhé, n bằng len A, và tôi đặt k bằng len của B, thì tất nhiên là B là phải k là phải nhỏ hơn hơn B, được chưa? Thì phần tử cuối cùng ở đây là nhé, phần tử cuối cùng của A đây là, thì tôi tính xem là cái, để tôi tính một chút xem là cái giá trị mà cần phải cái biến cần phải chạy trên A là như nào, tôi đếm nhé. Nhưng mà chạy tới đây là gì, là cái phần tử cuối này trừ đi A, trừ đi K, sau đó cộng một vào đây, cộng một nữa nhé. Tức là như thế này, tôi đặt C là cái biến đếm này, C nó bằng 0 này nhé, và tôi for i in range nhé. Tôi lên từ 0, từ 0 nhé, từ 0 đến vị trí này, đến vị trí này là vị trí cho tôi biết là chính là len A nhé. Len A, và len A này trừ đi len B, trừ đi len B và cộng 1, thì đây chính là cái vị, đây chính là cái vị trí tôi kiểm tra đúng không nhé. Len A này trừ đi len B, len A là trừ, đây là trừ đi len B, thì tôi tính một chút nhé. Cụ thể ở đây nhé, cụ thể ở đây len A đây bằng là, cụ thể ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, như vậy len A đây là 11, B là 3. Nhưng 11 trừ đi 3 là, 11 trừ đi 3 là mấy? 11 trừ đi 3 là 9. Đúng không? Kiểm tra xem 19 này có phải là 9 không nhé? 9 này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng chính xác. Đây chính là cái vị trí cần cần phải tìm. Thì ta là trừ xuống cộng 1 vào nữa mà. Đấy. Thì đây là cái vị trí đúng nhé. Thì cái là như sau này, ta kiểm tra này. Cho là ít nhé, ít b mà bằng cái dãy ngang của A cùng có k phân tử bắt đầu từ vị trí y là vị trí gì? Tức là A, nên là dùng slicing bắt đầu từ vị trí y nhé, vị trí y, và có cái độ dài là k, độ dài là k là như sau, y này độ dài là k chính là y cộng với y của một cộng k, chỉ là cái này. Tôi kiểm tra đây phải bằng, mà đây là bằng bằng kiểm tra nhé. Tôi sẽ chỉnh sửa sau nhé. Đấy. Ít như này thì tôi tăng C lên một đơn vị, tôi sẽ ra, và sau đó tôi print ra cái đã cùng nhau kiểm tra nhé. Tôi lên C. Thì tôi ghi cái bài này ra xem là đúng hay sai nhé. Bài này chúng ta là làm B5 là cái bài 1 là tìm tính số nó cũng không trùng lấn, không trùng lấn của dãy con. Thì thử nhé, sẽ đúng, đúng có đúng là ba hay là lỗi không nhé, chúng ta sẽ debug luôn đấy nhé. Đây là ba này, đấy, có vẻ đúng nhé. Bây tôi sẽ làm thêm ví dụ nữa này, mà ở đây tôi thêm là một này, hai thì nó phải là 4 lần, đúng rồi đấy. Thì sao, thế nhưng mà chúng ta thấy là rất đơn giản, chúng ta dùng slicing. Đây là slicing, đây là cái, đây chỉ là dãy con của A bắt đầu từ y và có độ dài là k, y chạy từ 0 cho đến cái chỉ số cuối cùng mà có thể tính được là chỉ số này. Đây chính là cái bài bài 10 nhé, đây là bài tập 10. Đó, nhưng mà tôi vừa làm một số bài đơn giản, cái phần khác là dễ, tôi thấy các bạn là làm đấy nhé. Đây. Tôi vừa mới được rồi, hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài mới. Hôm nay là bài số 5, Ủa, bài mới nhé. alo. Alo, Có gì các bạn xem tìm hiểu sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái mới. Hôm trước chúng ta
có hẳn hai bài học về về list. Tất nhiên là chưa là sẽ còn, chúng ta sẽ còn quay lại cái list này nhiều hơn nữa, nhưng mà chúng ta phải học sang cái mới, tức là chúng ta học sang kiểu dữ liệu string nhé. Tôi nói lại là ở trong chương trình làm Python 10 của chúng ta thì hai cái phần mà theo tôi là khó nhất, tức là cái phần liên quan đến list hay là string. List là cái kiểu dữ liệu là tương đương, nó gần tương đương với kiểu dữ liệu dãy hay là mảng ở trong Pascal. Còn string thì là sâu, nó gần tương đương với dữ liệu sâu ở trong trong Pascal. Tuy nhiên là giữa giữa list và mảng của Pascal và giữa sâu Python và sâu của Pascal là nó rất khác biệt. Đấy. Thế mà chúng ta sẽ học cái bài về 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 string nhé. Thì string là như thế này. À, cái là kiểu dữ liệu mà học sinh sẽ được học ngay cái string này ở ngay những bài đầu tiên, tức là khi mà để giới thiệu cái kiểu dữ liệu thì học ngay cái, lấy ví dụ như là S thì bằng, tôi tạo một cái em ví dụ như là Hà Nội như này đó, thì là có ngay là hiểu ngay đó là cái là kiểu string. Thì kiểu string khi mà chúng ta khởi tạo thì chúng ta có thực ra là có bốn cách. Cách thứ nhất là dùng làm một cái sâu mà được tạo nên bởi giữa hai dấu nháy kép, đó là một cách. Cách thứ hai là cách thứ hai là dùng dấu nháy đơn. Đấy, ví dụ như này, nháy đơn, hai bên cùng cùng nháy đơn. Cách thứ ba là chúng ta có thể tạo ra làm ba dấu nháy kép, ví dụ như ba dấu nháy kép. Còn cách thứ tư là chúng ta tạo ra ba dấu nháy đơn cũng được, nhưng mà nó phải giống nhau, tức là nếu mà đầu là như nào thì kết thúc cũng phải như vậy. Nhưng mà đây là có bốn cách nhé, là có bốn cách để tạo ra cái sâu nhé. Khi ở trong Python thì sâu là hiểu, sâu nó hiểu là cũng là một dãy các ký tự, sao chú ý nhé. Nhưng mà ở trong Python thì Python sẽ hiểu là sâu chính là bằng một cái dãy các ký tự. Tuy nhiên cho chú ý ở trong khác biệt của Python là gì, là cái ký tự này nó không là một kiểu dữ liệu. Trong Python nó không không có một kiểu dữ liệu ký tự. Trong khi đó thì ở trong Pascal và C thì có hẳn một kiểu ký tự là ký tự là một kiểu dữ liệu. Đấy, ở trong Pascal, chúng ta nhớ lại ở trong Pascal nhé, và C thì nó có kiểu dữ liệu tra, đấy là kiểu dữ liệu, là kiểu ký tự. Và ở trong Pascal và C thì chúng ta hiểu là định nghĩa chất sâu chính là một cái mảng mảng các ký tự, và mảng thì hiểu theo đúng nghĩa luôn, hiểu theo đúng nghĩa là mảng, tức là nó thực sự là một cái array của các ký tự. Cho nên chúng ta có thể thao tác trên sâu như là thao tác trên 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 mảng, các phần tử của nó là ký tự. Nhưng mà ở trong Python thì không phải như vậy. Trong Python thì sâu nó là một dãy, cái từ dãy để chúng ta hiểu sau nhé. Nhưng mà nó hoàn toàn nó không phải là một cái list, không phải là list của các ký tự. Đây, chúng ta chú ý nhé, hoàn toàn không phải, hoàn toàn không. Cho nên là đây là chỗ khác biệt. Chính như vậy mà nó sâu ở trong trong Pascal và C nó rất là khác so với sâu ở trong trong Python. Mặc dù nó là dãy các ký tự, thật sự là dãy các ký tự, nhưng mà nó không phải là kiểu dữ liệu list nhé. Vậy như vậy sâu là một dãy các ký tự, cho nên bây giờ nó không phải là kiểu dữ liệu list, chúng ta tôi tai nó ra nhé, thì nó là kiểu dữ liệu sâu. Đấy, dữ liệu là sâu rồi, nhưng mà nó là dãy các ký tự, cho nên nó có rất nhiều có ký hiệu là giống dãy. Ví dụ tôi có thể dùng len để chỉ cái độ dài của sâu, độ dài là có các ký tự ở trong sâu. Tôi có thể dùng cái lệnh là for i, hay tôi có thể ví dụ là f1 là ký tự, đây là ký tự đầu tiên của cái sâu s đúng không, đây là ký tự thứ hai của sâu s. Và tương tự như vậy chúng ta có thể dùng lệnh là for i in range len của s thì nhé, và chúng ta print print si là trên một hàng dọc
Như vậy là các phần tử của các phần tử của sâu nó làm các ký tự. Đấy, như vậy này, ở trong Python thì như vậy là sâu là một dãy các ký tự. Dãy này là dùng từ dãy đấy. Như vậy nó là cái dãy là S0 đây, S1, S2, S3, S4, S5 đây. À, thấy không nào? Như vậy cái lệnh này như vậy chúng ta dùng này cho thấy nó cũng hơi giống như là ở trong cái list, đúng không nào? Ngoài ra chúng ta có thể là duyệt trên từng ký tự một. Đây chúng ta for ch in s đấy. Duyệt từng ký tự một ở trên s duyệt được, và chúng ta print ch thì lệnh nó giống ở trên, nó ra kết quả giống ở trên đó. Như vậy là đối với sâu ở trong Python thì đúng là dãy các ký tự được, mà chúng ta có thể duyệt trên từng ký tự một, duyệt trên từng ký tự một của sâu, và hỗ trợ cái lệnh là for for ch in s đấy. Thì nó rất là giống. Như vậy chúng ta ghi lại đây, chính vì là dãy cho nên là có thể là truy cập từng phần tử này, có thể truy cập từng ký tự, từng ký tự một của sâu. Ý thứ hai là duyệt duyệt từng ký tự một của sâu. Đấy. Thì hai cái này là hai rất là giống đối với list, đối với mảng của Python. Mảng cũng thể duyệt từng ký tự một của mảng. Đấy. Truy cập từng ký tự một của mảng và duyệt từng ký tự một của mảng cũng dùng lại là for x in a. Thì đây là for cũng for x in s được. Đấy. Như vậy này, cái chỗ này là chỗ nó cái chỗ này là chỗ nó rất là giống với list. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là nó khác này, nó khác rất là cơ bản, nó khác rất cơ bản là đối với Gì sâu có ấy, học đối cơ với sâu ấy, chúng ta đang là sâu Hà Nội nhé, thì chúng ta đây chúng ta bây chúng ta thử thay đổi một ký tự này, chúng ta viết này, ừ, chúng ta sao viết đi cái học này cơ là hát chẳng hạn, enter ừ, có enter chưa thì máy lập tức là báo lỗi ngay đó. Cho nên là cái điểm khác biệt ngay đầu tiên là với kiểu sâu chúng ta không thể thay đổi từng ký tự một, giống như là đối với list chúng ta không thể thay đổi được, không thể thay đổi được. Đây thì đây là điều khác biệt. Việc nó lại đối với sâu nhất thì không những là hỗ trợ cho từng phần, hỗ trợ cái lệnh duyệt sâu này, rồi là lệnh truy cập từng phần tử một của sâu này, nó còn hỗ trợ cả cái lệnh là slicing nữa đây, vì lại cứ muốn lấy ra ba phần tử đầu của sâu, tôi biết là không không số ba như này, thì đây chính là cái số con ba cái tử đầu tiên của sâu đây, lấy ra chính là chữ Hà đây, và viết nhanh này như này, viết nhanh là ba không nhỉ, thì cái lệnh này nó tạo ra một cái sâu mới. Bây giờ tôi có thể bắt chiếc cái dãy này, tôi có thể tạo ra một cái sâu là sâu ngược của sâu S nhé. Ký hiệu là SN là ngược của S thì biết như thế này, S là bảo chỉ là cái này, S này. Đây. Sâu ngược của S thì là như thế này. Đây chính là cái slide sinh mà là ngược đối với S. S. Enter thì SN chính là ngược, là cái sâu ngược. Đấy, vậy. Chỉ cần một lệnh thôi là chúng ta tạo được cái sâu ngược nhé. Cái sâu thì nó hỗ trợ cái lệnh cộng sâu đấy. Cho nên là nếu mà chúng ta cái lệnh này lại hơi khó này đối với học sinh, nhưng chúng ta có thể làm bài tập là cho trước một cái sâu S thì em hãy viết cái sâu ngược lại của sâu mẹ làm như này, để tôi viết luôn cái lệnh lập trình nhé. Cho trước cái sâu S này là sâu này thì cần tạo ra một cái sâu mới, ký hiệu nên là ký hiệu là ký hiệu là mình là gì nhỉ, S mới đi, và là sâu mới là ngược của sâu S kia, thì làm như nào, làm như sau nhé. Để làm này, giống cái này làm này là giống với list nhé. Chúng ta đây là cái lệnh mà gọi là nâng cao, tức là đòi hỏi phải biết cái điểm slicing với cái step là -1. Bây giờ tôi có thể làm đơn giản như sau đây. Tôi tạo ra cái ký hiệu một cái sâu mới là sâu SN nhé, SNM nhé, đặt tên là sâu rỗng này, sâu rỗng đây chính là cái sâu rỗng. Sau tôi for i in range, tôi định
Ở cái số S thì tôi chạy ngược. Ngược từ đây, ngược từ len S, từ vị trí là cuối của len len S1 đúng không? Hàm ren len S1 là cái chỉ số cuối cùng của sâu của số S. Đấy, vị trí đầu tiên là trước đầu tiên là -1, và -1 đây là cái lệnh là đây là cái lệnh là làm là gì nhỉ? Đây là cái lệnh mà lệnh lặp lùi cho y chạy lùi từ cuối chuyến đầu sâu, và sau đó tôi sẽ dùng cái SM này, tôi sẽ bằng SM này cộng với SI. Tôi cho chữ một là được. Làm đây là phép cộng sâu, tất cả là đưa vào cái SM này hết nhé. Đấy, thì cái này thì SM này nó đóng vai trò nó chính là cái số ngược. Số ngược. Chung với cái này này. Thì đây là cái lệnh để tạo ra một số ngược, một dùng lập trình bình thường dễ hiểu cho một cái lệnh là giống như lệnh là lệnh lệnh gọi là duyệt đao tu của Pascal ấy. Đấy. Là chạy ngược từ cuối trên đầu sâu, chúng ta dùng cái hàm ren này. Hàm ren của step là -1. Hoặc là nhanh nhất chúng ta dùng cái này là nhanh nhất là cái này nhé. Như vậy là cái âm sâu cũng hỗ trợ cả cả slicing, cái này rất đặc biệt. Như vậy là hỗ trợ là truy cập từng ký tự của sâu này, ký tự hỗ trợ duyệt từng ký tự một của sâu này, và hỗ trợ là slicing nhé. Slicing tức là cái tạo sâu con đó. Tạo sâu con nhé theo vùng chỉ số. Đó, thì đây là những cái mà nó giống đối với list, mà nó khác với list là gì, là nó không thay đổi được giá trị. Thì sâu là sâu ở trong Python là không thay đổi được giá trị, không thay đổi được giá trị. Ngược lại hẳn đối với list. Như vậy ở trong Python ấy, thì list và show hai cái nó rất giống nhau. List làm dãy các phân tử bất kỳ, còn show là một dãy các ký tự, cũng làm khách là dãy cả, nhưng mà nó khác, thằng này nó làm thay đổi được giá trị, còn thằng này là không thay đổi được giá trị. Chúng ta chú ý nhé, không thay đổi giá trị. Một chút chúng ta nói rồi, cái list là dữ liệu thay đổi giá trị, người ta gọi là dữ liệu là khả biến, còn sâu là dữ liệu là bất biến. Đây là khả biến. Nhìn cái này là cái rất là mới, rất là đối với chúng ta nhé. Ở trong Pascal và C thì tất cả các dữ liệu đều là khả biến hết, nó không có cái dữ liệu bất biến, chỉ ở trong Python nó mới có thôi. Thì chúng ta sẽ tìm ở trong hôm nay thì chúng ta chưa, nhưng mà đến cuối của cái chương trình này thì tôi sẽ nói cho các bạn sâu hơn cái ý nghĩa của khái niệm khả biến và bất biến như thế nào. Còn bây giờ chúng ta cứ tạm thời hiểu như vậy. Tức là list là dữ liệu chúng ta có thể thay đổi từng phần tử một. Sâu là một dãy dãy các ký tự chúng ta không thay đổi được. Giống như trước tôi nói về khái niệm là tuple đấy, ống ấy cũng không thay đổi được các phần tử của ống. Ống khái niệm ống là nó rất là giống đối với list, nhưng mà ống nó không thay đổi được, nhưng mà ống cũng thuộc lại là bất biến, còn riêng list là khả biến. Như vậy list là cái dữ liệu là rất là hay. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại sâu nhé. Đó, thế bây giờ sâu nhé, như vậy làm nó hỗ trợ lệnh duyệt trên từng phần tử, trên cho nó hỗ trợ lệnh in. Tuy nhiên chúng ta chú ý, chuyên lệnh in ở trong sâu nó mạnh hơn, là đối với sâu nó mạnh hơn lệnh in của list. Lệnh in của list là kiểm tra xem một phần tử có nằm ở trong dãy đó không, còn lệnh in ở trong sâu nó mạnh hơn là không những nó kiểm tra một ký tự mà nó kiểm tra một sâu con luôn. Ví dụ như S đây nhé, Hà Nội, tôi có thể kiểm tra là cái câu là Hà đây này, xong nó có in S hay không. Vậy là cái toán toán thử in, xin toán thử in là đối với sâu là nó mạnh hơn,
không chỉ kiểm tra là không chỉ kiểm tra là một ký tự hay là một ký tự, mà kiểm tra là nhiều ký tự có nằm trong hay là một số con. Như vậy là cái chữ Hà này có nằm trong cái số S hay không, the enter thì nó kiểm tra true là false. Ví dụ tôi viết là chữ Bình, xem kiểm tra xem nó có in S hay không. Đấy, S hay không thì nó là false. Như vậy cái toán từ in là đặc biệt, toán từ in là kiểm tra xem là một số con có nằm trong số mẹ hay không. Và chúng ta hơn nhất đó, cái toán từ in này nó mạnh hơn cái toán từ in của tương tự thôi đối với dạy nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút về sâu này nhé. Đây. Bây giờ kiểm tra nhé, bây giờ chúng ta quay lại cái như vậy là ở trong Python thì ký tự hiểu như nào? Vì tôi vừa nói là ở trong Python thì cái khái niệm ký tự nó không 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 nó không phải nó không có kiểu dữ liệu riêng là ký tự, không như như ở trong Pascal và C, không 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 có kiểu dữ liệu là cha. Nhưng mà ký tự nó hiểu ký tự tức là sâu gồm có độ dài là một. Đó. Chả hiểu như vậy ở trong Python thì ký tự máy tính sẽ hiểu, cái khái niệm ký tự là có nhé. Mặc dù là không có kiểu ký tự, không có kiểu ký tự, nhưng mà ký tự chính là theo định nghĩa chính là sâu có độ dài là một, sâu có độ dài một. Và trong Python thì người ta hiểu ở đây ký tự ở đây là hiểu là ký tự Unicode nhé. Unicode rất là mạnh luôn đấy. Unicode. Như vậy ở trong Python thì một cái sâu chính là bằng là một dãy các ký tự Unicode. Cái tự Unicode đấy, này. Và đối với cái tự Unicode ấy, thì ở trong Python nó có hai cái hàm rất quan trọng nhé. Đây nhé, tôi lấy ví dụ mà hai cái hàm, ví dụ tôi lấy chữ H đây, tôi viết chữ H làm cái chữ tiếng Việt chẳng hạn nhé, tôi lấy ví dụ là cái chữ là á như này, đây là một cái tự tiếng Việt. Ở trong Python là cái ngôn chuyện nó hỗ trợ hoàn toàn Unicode, chúng ta có Unicode thoải mái nhé. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta enter như vậy là làm cái chữ. Thì ở trong Python nó có hai cái hàm rất quan trọng, chúng ta chú ý. Hai cái hàm này nó giống như là dòng hàm ở Pascal. Một là cái hàm là ORD. Hàm này là hàm nó kiểm tra xem là cái ký tự này là nằm ở vị trí nào ở trong trong cái bảng mã Unicode. Đấy. Chứ không, nó kiểm tra không phải chỉ bảng mã, không chỉ cái bảng mã ASCII mà là bảng mã Unicode. Cái hàm order là hàm có sẵn ở trong Python. Điều ngược lại là cái hàm CHR là cái hàm mà lại cái tự là tương ứng ở trong bảng mã Unicode. Đây cái hàm thứ 258 là hàm này sẽ trả về là cái ký tự ứng vị trí 258 của bảng mã Unicode. Đây, chỉ là chữ Á, thấy không nào? Nhưng mà cái này nó rất hay luôn nhé. Đấy. Đấy, như vậy là cái hàm order nó là như vậy nhé, cái hàm CHR nhé. Như tôi biết CHR cùng cái tự là 1.000 chẳng hạn. Đây là cái đoạn cái tự này CHR của cái tự là 45.000 cho nó lớn, cho nó còn là gì, là cái tự nó toàn cái tự tàu, cái tự Hàn Quốc, cái tự Nhật Bản này đó nhé. Cái bảng mã Unicode là cái bảng mã nó rất lớn nhé. Là đó thì như vậy là cái em chúng ta nhớ có hai cái hàm order và hàm CHR. Trong 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 Pascal này cái hàm order và CHR là cái hàm trong Pascal, nó chỉ hỗ trợ cho bảng mã ASCII thôi, còn đây nó còn hỗ trợ cho bảng mã Unicode nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bìa nhé. Ở trong đối với sâu, đối với ký tự thì nó có một cái hàm là hàm hai hai phương thức rất quan trọng, là phương thức là đưa lên chữ in hoa, phương thức thứ hai là đưa số chữ in thường. Đấy nhé. Thì cái hàm là một cái em thì cái hàm đó, cái hàm mà nâng lên in hoa và hạ xuống in thường, nó hỗ trợ hoàn toàn cho cả tiếng Việt nữa. Cái này rất là hay luôn, cái này là cái rất đặc biệt. Các bạn thấy nhớ là ở trong Pascal ấy và C, chúng ta có những bài tập cho học sinh ấy là hãy biến đổi một cái tự tiếng Việt tự in hoa xuống in thường chẳng hạn. Thì nó trong trong Pascal nó có những hàm như vậy, trong cái chương trình nó có những cái hàm, vì cái hàm đưa lên in hoa và đưa xuống in thường nó không hỗ trợ cho tiếng Việt, nhưng mà ở trong Python thì nó hỗ trợ sẵn rồi. Lấy ví dụ nhé,
Cái hàm này là hàm chuyển xuống in thường này, cái hàm đây chữ á này, chữ á hoa nhé, chấm xong cái hàm là lau ở đây, lau ở thì đây cái hàm này là hàm, là hàm sẽ chuyển cái tự này xuống in thường. Enter này nó xuống in thường là chữ á luôn, là đúng luôn. Bây giờ tôi nâng lên in hoa nhé. Chữ D là một chữ rất đặc biệt, chữ D đặc biệt của tiếng Việt. Tôi dùng cái hàm là upper thì nó chuyển lên là in hoa, chữ D in hoa. Chữ D này chúng ta kiểm tra xem là sao ORD của cái chữ D này nó là cái gì, nó là vị trí nào. Một chữ rất lớn mà nó nằm xa lắm, nó nằm ở vị trí là 272. Kiểm tra cái chữ D nhỏ nhé. ORD của cái chữ D nhỏ nằm ở vị trí nào ở trong bảng mã của Unicode 23. Bạn thấy không, như vậy là hai cái đây là hai cái tự nằm nằm cạnh nhau luôn ở trong bảng mã Unicode. Nó hoàn toàn nó phá vỡ cái tính chất của trong trong bảng mã ASCII. Trong bảng mã ASCII là cái tự in hoa sẽ nằm trước cái tự in thường là 32, là 32 vị trí. Đấy, nhưng đây thì không, đây là nó có thấy hai cái tự D hoa và D thường tiếng Việt cách nhau là một một vị trí thôi, nhưng mà máy tính nó hiểu hết, cái thằng máy tính hiểu hết, thằng máy tính nó hỗ trợ hoàn toàn. Thì cái hàm mà lower và hàm upper này nó đúng cho cả, không phải chỉ một một cái tự cho bất kỳ. Đấy, ta lấy ví dụ nhé, tôi viết F thì bằng, tôi viết Hà Nội viết thường như này nhé, viết thường. Đấy, thì tôi có thể nâng lên toàn bộ in hoa, thì viết là S thì chấm upper. Thì nó sẽ trả lại một cái tự, trả lại một cái sâu khác là in, nâng lên in hoa hoàn toàn. Bây giờ tôi viết một cái hàm khác nhé, Z bằng cái in hoa đi là thì Z lower, cái hàm lower nó sẽ chuyển xuống in thường, chuyển tất cả Z xuống in thường. Bây chúng ta cùng nhau xem lại xem là đối với sâu thì nó có những phương thức gì. Chúng ta nhớ lại cái bài hôm trước là đối với list thì nó chỉ có là tất cả là 11 cái 11 cái phương thức cơ bản thôi, mà trong sách giáo khoa chỉ nói bốn thôi. Và khi đó là giáo viên chúng ta là phải cố gắng học biết hết được tất cả 11 cái hàm, cái phương thức cơ bản của cái kiểu dữ liệu là list. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là đối với sâu thì nó có những cái hàm gì nhé, phương thức gì cho dùng lệnh dir add lên. Đấy, thì các bạn thấy là đối với sâu thì các cái hàm của nó là vô cùng nhiều mà chúng ta sẽ không không thể học hết được. Cho nên là các bạn chú ý thôi, chỗ này chúng ta chú ý một số hàm quan trọng thôi, chúng ta không thể học hết được chỗ này vì nó rất lớn luôn, mà học dài dài nữa, học lên nâng cao cũng chưa đã hết đâu vì nó quá nhiều. Đây tôi xin cùng công hoa chúng ta cùng nhau điểm kiểm kê lại một vài cái hàm mà theo tôi là quan trọng nhé, và chúng ta sẽ dùng những cái hàm đó để chúng ta thực hành. Đây, chúng ta biết cái hàm là upper này, hàm upper là hàm là chuyển tất cả lên chữ in hoa này, hàm lower đây là hàm lower đó rồi, hàm l nó dài quá nên mà nhiều khi cũng đây hàm lower này là hàm chuyển tất cả xuống in thường, là một số hàm. Đây là hàm học đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm xem có một số hàm khác quan trọng nhé, liên quan đến cái việc là chuyển lên in hoa, chuyển lên in thường. Thì có hàm sau đây này, hàm title. Hàm title là như sau, hàm title là cái hàm là chuyển lên in hoa chỉ những cái từ đầu đầu từ thôi. Đây, tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy S bằng S là Hà Nội nhỏ đúng không? Bây giờ S chấm title thì nó sẽ chuyển lên in hoa chỉ chữ H và chữ N thôi. Đấy, rất là hay. Còn cái hàm swap key là cái hàm là đổi ngược lại chữ in hoa để về in thường, chữ in thường thành chữ in hoa. Tôi lấy ví dụ như là S của chúng ta, rồi tôi làm S1 đi, là một chữ khác. Tôi viết xong lại N này, xong lại nó lấy ví dụ như tôi lấy ví dụ thôi. Cái này thì S1 chấm swap nhé, swap case là nó sẽ
nó sẽ chuyển cái yên thường thành yên hoa, chữ yên hoa trở thành yên thường, để chị là cái chữ yên hoa thành yên thường, chữ yên thường thành chữ yên hoa thì trở về yên thường chuyển thành yên hoa. Như vậy là cái hàm, cái hàm mà swept case này, hàm là title này, đấy, hàm upper này, hàm lower là những cái hàm mà dùng để biến đổi các cái kiểu các cái từng ký tự một của một cái show. Chúng ta chú ý nhé, vì show là kiểu như là bất biến cho nên cái hàm này là cái hàm nó sẽ tạo ra một show mới, còn bản thân show cũ nó không thay đổi. Chúng ta chú ý nhé, để nhìn lại đây là S của chúng ta nhé, S đây là S nhé, S là Hà Nội nhỏ. Bây giờ tôi dùng cái hàm upper thì cái hàm này nó sẽ tạo ra một cái số mới là chuyển tất cả các ký tự của S lên hoa và bản thân S không thay đổi. Tôi viết là S1 bằng, thì như vậy S1 là một số mới, không phải là số S gì. Enter thì S1 là cái số mới, là được tạo ra từ số S bằng cách là đưa tất cả chữ lên in hoa nhưng bản thân S không thay đổi, thấy không nhé? Đấy. Như vậy tất cả các cái lệnh mà liên quan đến show là nó đều tạo show mới hết, vì bản thân show cũ nó không thay đổi, S không thay đổi, bởi vì show là kiểu dữ liệu là bất biến, chúng ta nhớ nhé, bất biến. Như vậy là cái show S, đây là cái lệnh nhé, thì cái show S là bản thân nó không thay đổi, nó tạo ra một show mới là thu được từ show S. Như vậy là từ cái tất cả hầu hết tất cả những cái hàm mà biến đổi ở đây này đều tạo ra một cái show mới hết, bản thân cái show cũ của S là nó không thay đổi. Đấy. S đây là vẫn là như cũ nhé, còn S1 đây. Đấy, chúng ta chú ý. Khác hẳn đối với dãy, chúng ta nhớ khái niệm list này, list này chúng ta nhớ để hôm qua thôi, 1 2 nhé, a là 1 2 thì a chấm pen như lại hôm qua đây là 10 chẳng hạn, chúng ta enter đấy, thì a nó thay đổi khác nhé. Cái hàm đây là hàm mà can thiệp trực tiếp dữ liệu của list, trực tiếp chứ không phải, đây là cái hàm mà tạo ra một cái show mới, còn cái hàm này là hàm là không tạo ra show mới và nó trực tiếp thay đổi dữ liệu của bản thân cái biến a này. Như vậy cái lệnh này là cái lệnh là làm thay đổi trực tiếp dữ liệu của a, của đối tượng a. Chính như vậy mà a nó gọi là kiểu dữ liệu là khả biến, còn s là cái show là kiểu dữ liệu bất biến, nó không thay đổi trực tiếp vào s mà nó tạo ra một cái show mới. Ta chú ý. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả một vài cái em nó có một cái hàm file nhé. Cái hàm file là cái hàm mà đặc biệt quan trọng, cái hàm file là cái hàm chỉ cái hàm tìm show, là tìm xem là vị trí của số con trong số mẹ là như thế nào. Đây bây giờ S của tôi là như thế này nhé, bây giờ tôi kiểm tra xem là cái chữ nội là có nằm ở trong vị trí nào của số mẹ, tôi làm viết là S thì và tôi dùng cái hàm file, hàm này có học ở trong bộ sách giáo khoa đấy nhé. Tôi viết là nội đây, nội. Thì hàm này là hàm sẽ trả lại giá trị là cái vị trí của cái số con này ở trong số mẹ S. Nếu mà có thì nó trả lại cái vị trí đầu tiên của số mẹ nhé. Của số mẹ là trước cái chữ nội. Còn nếu không có thì nó trả lại giá trị là -1, enter nhé. Nó trả lại vị trí là vị trí 3. Đây chữ Hà Nội. Hà Nội như thì là chữ H là chỉ số 0 này, chữ A là chỉ số 1 này. Dấu cách ở đây là chỉ số 2 này, N là chỉ số 3. Như vậy là cái chữ nội này là xuất hiện tại trong cái số S tại vị trí là đầu tiên là vị trí số 3. Chỉ số 3. Thì như vậy cái hàm này nó trả lại như vậy. Còn nếu không có nhé, vì S đây tôi viết là cái hàm file. Ví dụ như là bình chẳng hạn. Bình. Thì trong bình nó không có ở trong A thì nó trả lại là trừ 1. Đây các bạn chú ý như vậy cái hàm. Chú ý cái hàm file, cái hàm rất là hay và sẽ có rất nhiều bài tập liên quan đến file. Đấy. Đấy. Cái này thì xong, chúng ta sẽ làm xong trong một vài vài buổi tới, chúng ta sẽ còn luyện nhiều nữa các bài tập phần này. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang ở trong cuốn sách giáo khoa tin học kỹ năng trí thức ấy, thì cái bài về hàm này là học trong trong 2 buổi, là trong 2 buổi 2 bài. Một bài một, cái bài một là giới thiệu sơ qua về
về về sâu và chỉ học học một vài cái lệnh là đơn giản là như là duyệt sâu này, rồi là cái toán toán thử in này ở sâu này, tự kiểm tra xem một số con nằm trong số mẹ hay không này. Đó là bài 1. Bài số 2 là học thêm cái, học thêm một số các cái phương thức, cho nó có phương thức là file, và học thêm hai phương thức nữa rất quan trọng là phương thức split và phương thức join. Bây tôi sẽ học luôn cái đó nhé. Thì đối với sâu thì chúng ta có hai cái thủ tính rất quan trọng luôn, học ngay bây giờ, là phương thức là split và phương thức join. Phương thức split là cái gì? Là cái phương thức mà nó sẽ tách các cái từ đơn của một cái sâu ra và đưa vào một cái dãy. Tôi lấy ví dụ như F thì của tôi đây. F thì là cái, ví dụ tôi viết cái hàm khác nhé, viết một cái sâu khác, ví dụ như là đây, cái tên của tôi nhé. Đấy. Thì S chấm split, cái hàm này là hàm vô cùng quan trọng, dùng rất nhiều ở trên thực tế. Đây là cái hàm mà nó tách cái từ riêng của S ra và nó đưa vào một cái mảng, một cái dãy là các từ riêng như chữ Bùi, chữ Việt, chữ Hà riêng, chữ Enter nhé. Nó tạo ra một cái list gồm có là cái phần tử đầu tiên là chữ Bùi là sâu, phần tử thứ hai là cái sâu là chữ Việt, phần tử thứ ba là sâu là chữ Hà. Nếu S thì của tôi mà tôi viết có thể viết hai về các cái dấu cách, ví dụ tôi viết như này, Bùi cho cách làm của anh em Việt, anh gõ nhầm rất nhiều các cái dấu cách, thì khi đó cái hàm S split nó không, nó vẫn tự động nó tìm được hàm S split, vẫn là tự động nó tách được ra chính xác là chữ Bùi Việt Hà. Như vậy cái đó là cái hàm hàm split, hàm này dùng rất là nhiều ở trên trên thực tế. Rồi cái hàm thứ hai là hàm ngược lại của hàm split, là cho trước cái dãy một cái list các cái từ đơn và tôi muốn ghép lại thành một sâu thành như thế nào. Ví dụ tôi cho trước cái A là một cái dãy gồm các cái một cái list gồm các cái tên, ví dụ như là Việt Việt Nam đúng không, rồi chữ Việt sau đó phẩy, nó là Nam sau đó là phẩy, sau đó là quê quê xong là phẩy xong là Hương. Như vậy là có bốn cái list này có bốn cái từ đơn là chữ Việt Nam quê hương. Tôi muốn ghép lại thành một cái sâu là Việt Nam quê hương là làm như nào, thì làm đơn giản như sau. Đó chính là tôi dùng cái dấu cách, đây là cái dấu dấu nối, đây là cái tự nối các cái từ trên, và tôi viết chấm và tôi dùng lệnh join A. Như vậy lệnh join sau làm là bằng cái sâu đó, cái sâu mà để thực hiện cái lệnh join là chính là cái từ nối hay cái tự nối. Sau là dùng lệnh join và lệnh join đầu vào của nó là một cái dãy các cái sâu, và thì enter thì nó tạo ra cái sâu nối là Việt Nam quê hương. Như vậy lệnh split và lệnh join là hai lệnh là ngược lại với nhau. Đấy. À, chú ý nhé. Thì lệnh thì trên thực tế hai lệnh này là dùng cái gì? Đây thì bây giờ tôi ra mô tả luôn là ở trên thực tế chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta một trong hay dùng nhất là dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím. Thông thường các bài tập về cho học sinh chúng ta là nhập một dãy số từ bàn phím, nhập một tên người từ bàn phím, thì là cái được nhập từ bàn phím ấy, một lệnh input thì chúng ta biết từ bữa hôm trước là giá trị trả lại của nó luôn là một sâu. Vì tôi nhập hai số hay là ba số hay n số n số nguyên chẳng hạn, nhập vào thì là một dãy n số, nó trở lại là một sâu mà chúng ta không thể phân tích được, không thể lấy riêng ra một là một số được. Cho nên là những cái bài đầu tiên của Python thì không thể, học sinh không thể biết được cách mà nhập từ bàn phím nhiều số làm như nào, thì ra không biết. Thì bây giờ có cái lệnh split này là chúng ta có thể làm được chuyện đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm một chương trình đi. Chương trình số 2 là cái chương trình mà chúng ta sẽ nhập từ bàn phím, đầu tiên nhập phím là hai số trước nhé, hai số m với n, và chúng ta sẽ in ra m và n và in ra cái tổng của chúng nhé. Cái bài đầu tiên này là cái bài như sau, rất đơn giản. Cái bài này là bài mà chúng ta không chưa thể làm được ở trong cái bài đầu tiên của Python, đến bây giờ chúng ta mới mới làm được nhé. Nhập
hai số nguyên m phẩy n từ bàn phím. Đấy, thì làm như nào? Thì làm như sau nhé, thì tôi viết là cách nhập mà giống cách, tôi gọi là s thì là cái lệnh input, chúng ta không không thể ngay được, chúng ta dùng input, sau chúng ta dùng lệnh là nhập hai số nguyên, cách nhập các bài là quan trọng nhất, chúng ta chú ý giống cách đó. Chúng ta lệnh input này không thể chuyển đổi ngay, phải chúng ta phải làm một một bậc chúng ta mới chuyển, chúng ta phải làm hai lần. Như vậy khi nhập vào thì cái s nhập vào, s thì là một số gồm có hai, s thì là một cái số gồm có hai cái số, ví dụ như là 10 20 chẳng hạn. Đó, bây giờ tôi làm ví dụ đây nhé, để bên ngoài này. Ví dụ như là s nhập vào hai số là 10 trong phẩy trong 14 chẳng hạn. Đó. Thì như vậy đây là một số gồm có hai số. Thế là sao, tôi tách được cái này? Thế tôi phải dùng lệnh s split chứ. Thì tôi tách được split. Tách ra. Và bây giờ tôi tách ra từng số một và tôi dùng hàm in tôi chuyển đổi ra thì được. Đó, thì tôi lại vào đây nhé, chỉnh đây. Rồi, là như sau này. Tôi sẽ viết như sau nhé, tôi sẽ viết là như thế này. Là a, cẩn thận, a bằng s chấm split. Split. Vậy là a là tách ra hai số từ từ s rồi, xong tiếp theo tôi tách ra từng phần tử một của a, tôi đưa vào m và n, m là số đầu tiên, m làm như sau, m là lấy cái phần tử a không đó, nhưng mà tôi phải chuyển đổi, dùng hàm in để chuyển đổi sang nhé, a không đây nhé, sau đó dùng cái hàm in đó, hàm in. Đó, đây là m nhé. Có n sẽ là tương tự, n sẽ bằng là in và a một. Xong rồi tôi print nó ra, print là các số đã nhập, để cho nó cho là hiện tượng mình nhé, m phải n đã. In ra thôi. Và đây là cái bài là nhập từ bàn phím hai số và số nguyên và tôi sẽ nhận biết được và tôi in ra màn hình. Như vậy các bạn thấy là đối với Python thì những cái bài học đầu tiên là không thể nào mà nhập trực tiếp hai số như vậy được. Còn ở trong Pascal và C cái việc này là rất đơn giản, ngay từ bài đầu tiên có thể nhập nhập nhiều số nguyên và máy tính nó hiểu được ngay. Đấy. Nhưng mà đối với Python thì không. Để chúng ta ghi ra nhé, ta ghi ra là nhập hai số này. Đây là cái bài đầu tiên để mô tả cái việc chụp hai số từ bàn phím sử dụng. Học về sâu, học thì học về sâu về lệnh split, nhưng mà lại ứng dụng là nhập dữ liệu từ bàn phím, là cái lệnh rất rất là quan trọng. Lệnh này là rất quan trọng. Đây, tôi nhập từ bàn phím hai số là ví dụ như là 10 phẩy nó là 16 thì mình sẽ tạo ra hai số là chỉ là 10 và 10 và 16. Thấy không nào? Máy đã hiểu ra. Mà chúng ta có thể làm phép cộng phép trừ gì đó thoải mái nhé. Nhưng mà đây là cái lệnh mà nhập từ bàn phím như vậy. Bây giờ là câu hỏi là có thể là nhanh hơn được không? Thì hoàn toàn có thể làm nó nhanh hơn được. Dùng cái gì? Dùng cái nào trước chúng ta sử dụng cái gọi là gì? Sử dụng cái gọi là tạo dãy nhanh đấy, tạo dãy nhanh. Nè. Tạo dãy nhanh. Chúng ta làm như sau này. Đây là cách một nhé. Cách hai là như sau này. Thôi, cách hai tôi làm luôn, tôi là bài số 2 luôn. Cách 2 là cách làm tôi nhập bàn phím không phải là hai số mà là n số, mà tôi chú ý cho các bạn nhé. Nhập nhiều số nguyên từ bàn phím. Có thể nhập 3 số, có thể nhập 4 số, n n số không quan trọng. Máy lập tức là nhận ra được n n số đó, đưa vào một cái dãy. Vậy và in ra cái dãy đó, nhập nhiều số nguyên từ bàn phím. Đây là lệnh tổng quát nhé. À. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại lúc nãy nhé, chứ chúng ta lại dùng cái lệnh là đây là nhập, bây giờ chúng ta dùng lệnh là vẫn là SCD đây, nhưng mà chúng ta nhập nhiều số từ bàn phím. Chứ tôi làm dạng đơn giản đã, sau tôi làm nhanh sau nhé. Đây. Bây giờ là nhập không phải nhập nhập mà các số nguyên từ bàn phím cách nhau bởi dấu cách, được chưa? Sau đó tôi dùng là a
A chuyển đổi sang A, tôi dùng là AS chấm split như bình thường. Split. Như vậy ở từ từ cái hàng này thì A là dãy các cái sâu ký tự nó là số nguyên. Bây giờ tôi phải làm tiếp bậc nữa để tôi chuyển các sâu đó sang gì? Sang sang số làm như sau. Tôi là for i in range A. Đấy. Range A. Và tôi viết cho tao A i bằng int của AI. AI đó. Nhầm chỗ này là phải len A nhé, là A mà len A ai thì mới đúng. Như vậy là i mà for i in range len A và AI bằng in AI đó thì bây giờ mới đúng. Và bây giờ tôi sẽ print print dạy ta cho bạn print A ra ngoài nó mới đúng. Bây giờ tôi ghi ra là nhập nhập dãy số, nhập dãy số chạy thử nhé. Nhập là ví dụ như nhập là 2 này, 0 này, trừ 5 này, 10, nhập 4 số liền nhé thì máy sẽ thông báo chính thức. Số đầu tiên là số 2 này, số 2 là 0, số thứ ba là 9, 5, số thứ là 10. Được chưa? Đấy, thì đó là cái cách nha. Bây giờ cái bài này tôi sẽ sửa lại một chút, tôi viết thành viết chương trình cho nó nhanh hơn nhé. Thì thầy làm như thế nào? Đấy, thì rất là hay là chúng ta có thể gộp tất cả lại và viết cho nó nhanh, dùng cái dùng cái mà trước tôi học cái dùng là cách tạo dãy nhanh đấy nhé. Thì như sau này rồi bây giờ cách tạo nhanh tôi làm như sau nhé. Tôi sửa luôn ở đây nhé, hay tôi copy xong một cái file mới nhé, như một cái file mới làm tạo nhanh, nhập và nhập nhanh nhé, nhập nhanh dãy số, dãy số. Giờ tôi copy này. Như thế này. Bây giờ tôi copy sang tôi xử lý sau nhé. Để tôi copy sang. Để tôi làm nhanh nhanh. Đây. Thì cái việc này này tôi sẽ làm nhanh, tôi sẽ làm nhanh. Tôi mô cho là tôi ma lệnh này tôi chỉ viết thành một lệnh thôi. Là như sau nhé, tôi xóa như này. Thì A sẽ bằng này, đây tôi viết nhanh nhỏ theo nhé. Cái lệnh của chúng ta làm cái S split chính là cái dãy mà chúng ta đang muốn biến đổi, được chưa? Đấy. Thì tôi làm như sau, tôi phải dùng đây làm cái này nhanh như này nhé. In in của x, in của x thì tôi là for x in đấy. Đấy. Đây chính là cái lệnh nha nha. Đây chính là lệnh sau này, tức là s chấm split chính là tôi tách cái dãy ban đầu này ra, dãy 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 thành ra các mà lại một dãy, tách ra cái sâu ban đầu thành một dãy và cho x thì chạy trên cái sâu đó, và mỗi khi như vậy tôi dùng cái hàm in tôi đổi, tôi chuyển sang là số. Đấy. Thì bây giờ tôi làm đây là cách này là cách số 2 nhanh hơn nhé. Đây. Nhập nhập dãy số, dãy số ví dụ là số 2 là nhanh nhé, nhanh 2. Tôi sẽ thử nhé. Đấy. Nhanh nhé, ví dụ như là 2 này, 3 này, 0 này, 2, 3 này, 0 này, trừ 10 này, trừ 17 này, 100 chẳng hạn. Nó cũng tạo ra cái dễ. À, tôi chưa in ra, phải dùng lệnh print ra thì đèn máy nó báo tôi kiểm tra đúng chưa in ra. Đấy. Chạy thử nhá, quên chưa in đây, 1 0 trừ 10 19 100 thì mình phải tạo ra cái dãy số như bình thường. Đấy. Có thể cái này nhanh hơn nào. Rồi tôi có thể nhanh hơn nữa, tôi có thể thay cái s này này vào cái chỗ này thì còn nhanh nữa. Thì như sau nhé, cách thứ ba nhanh nữa, tôi sẽ tạo ra một cái cách thứ ba, một cái file mới là nhập dãy số, nhập dãy số cực nhanh dãy số nhé, nhanh. Thế bây giờ tôi sẽ làm nhanh như sau này, chính là cái chỗ hai này
Nhưng mà tôi copy sang, tôi sẽ làm sau để tôi copy cái này sang nhé, và tôi sẽ sửa sau nhanh nhanh hơn nữa. Cái này là cách nhanh nhất nhé, là tôi sẽ thấy cái S này vào là gạt chỗ này. Đấy, làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ đây tôi thậm chí tôi viết luôn luôn vào chỗ này. Bây giờ tôi sẽ xóa cái S này đi nhé, và tôi thay luôn vào cái chỗ này này. Đấy, tôi sửa chỗ này đi, viết là đây là input nhập dãy số 200 đó, thì như vậy đây nhé, là đây là cái input này, nhập dãy số này đó, xong chấm luôn, split luôn và đưa cái hàm này vào luôn. Thì như vậy chúng ta như vậy cái bài này chúng ta thấy là cái việc nhập từ bàn phím một dãy số mà đưa thẳng vào một cái dãy mẹ, một dãy A, chỉ viết đúng một dòng thôi. Nhưng mà chúng ta đây chính lệnh viết đúng một dòng là được. Để tôi in lên thôi. Tôi ghi ra đây là cái là nhập dãy số nhanh, nhập dãy số nhanh nhé, 3. Okay. Đây là cái lệnh nhanh nhất này, nhanh nhất rồi nhé, nhanh nhất thì tôi biết là 3 này, 6 này, trừ 9 này, 10 này, trừ 100 này. Đấy. Đang ngay. Còn nếu các bạn mà không thích cái chuyện nhập này nữa, các bạn có thể bỏ đi, thì cũng sao, bỏ hẳn cái chuyện nhập này đi, chúng ta chỉ biết thế này, input. Đấy, như vậy là chuyện còn nhanh nữa, nhưng mà nó không có cái chữ, không có cái dòng mà chúng ta nhập, nhưng mà không có cái sâu để chúng ta biết là đã nhập, nhưng mà chúng ta có thể nhập bình thường. Bài này tôi chạy thử nhé. Đây, đấy, ở đây tôi nhập luôn, nhập là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, các bạn chú ý, mà đây là cái lệnh mà rất là nhanh nhé. Để tôi copy ra, tôi copy cái này ra ngoài cái tương tác này để ta thử. Đây. Đấy. Thì đây là cái lệnh mà nhanh nhất tôi luôn đấy. Enter này. Nhập luôn này, nhập là 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, trừ 9 này, trừ 10 này, enter. Và A nó chính là cái dãy cần tìm. Đấy. Như vậy các bạn thấy cái lệnh speed nó còn hay, nhưng mà hay không, nó rất là hay luôn. Nó rất là đấy. Bây giờ tôi làm một bài tập nữa nhé. Bây giờ cái đầu vào chúng ta là nhập không phải số mà nhập cả chữ nữa. Bây giờ giả sử đầu vào chúng ta nhập như sau nhé. Bây giờ nhập nhập một tên người, sau là điểm của học sinh đó. Ví dụ tôi nhập vào, ví dụ tôi nhập vào một cái ví dụ nhập vào là chữ Hà, sau đó điểm của anh ta như là 7, rồi là 9, rồi là 10. Điểm này thậm chí tôi có thể cho điểm là tùy số thực hoặc số nguyên, số thực đi nhé. 9 này và 9.5 chẳng hạn đó, thế là sau sau cái chữ Hà này có thể là tên tên người có thể có nhiều 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 điểm. Như vậy là nhập như sau này, đầu tiên là tên người, đầu tiên là các cái điểm số của, sau đó các điểm số của anh ta. Bây giờ đầu đầu ra in ra là bạn Hà có điểm như sau là 799.5. Có làm được không? Như vậy là nhập vào dữ liệu là phức tạp hơn. Không phải chỉ là chữ mà là số, thì làm như thế nào? Để việc chúng ta cùng nhau làm bài tập nữa nhé. Vẫn là tiếp tục cái phần là áp dụng cái lệnh lệnh split để chúng ta mà xử lý được việc nhập dữ liệu. Cái này là phần quan trọng. Bây giờ tôi làm cái bài tập nữa, là bài tập là như sau, là nhập nhập dữ liệu bao gồm mà là gồm có gồm tên học sinh một tên thôi, sau đó là tên, sau đó là các điểm, sau đó là các điểm số, nhé. Tên này chỉ là một tên thôi, không không được phép là nhiều tên, tức là không được phép, ví dụ không được phép viết là Nguyễn Văn Trang thì không được, vì nó máy nó không phân biệt đâu là chỗ nào là số, chỗ nào là chữ. Nhưng một tên thôi, như là Trang hay là Hà hay là Bình thì được nhé. Đấy. Sau đó là các điểm số, và sau đó là phần mềm sẽ phải tách ra được là tên học sinh và các điểm, và thông báo là điểm của bạn này là như thế này. Đấy. Rồi mình làm thử nhé. Đấy, ví dụ đây là về ví dụ nhé, ví dụ như nhập cái tên là nhập là Bình, dục điểm ví dụ là 5 này, xong là 6.7 này, sau đó là 9 này, sau đó là 10, ví dụ như vậy các điểm đó, và máy thông báo là Bình có các điểm là 5, 6.7 và 9 và 10. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải lấy sâu hơn một chút thôi. Đây. Chúng ta gọi S thì là cái việc nhập vào để input.
là nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu theo yêu cầu nhé. Yêu cầu. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng hàm split và tách ra. Sau khi tách ra rồi chúng ta sẽ xử lý nhé. Rồi chúng ta viết là A này, A là cái chúng ta dùng S chấm split. Thì bình thường cái lệnh này lại là lệnh rất quan trọng. Được chưa? Rất quan trọng split. Sau đó chúng ta sẽ tách ra. Như vậy cái tên bình này chính là cái tên, chính là cái phần tử đầu tiên của A là sâu. Thì là tên là name nhé, name. Name là cái tên người mà học sinh của chúng ta, name chính là bằng là A0. A0. Đúng không nào? Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ phải tách ra cái phần tiếp theo là phần này ra và sau đó tôi sẽ xử lý nhé. Được chưa? Đấy. Thì cái dãy này là cái dãy mà bỏ đi phần đầu tiên, như vậy tôi viết là tên nó là B, thì B nó sẽ bằng gì? B nó sẽ bằng dãy con của A và bắt đầu thì vị trí là một và kết thúc là dùng cái này. Như vậy đây là cái dãy con là bắt đầu từ một và kết thúc là cuối của A, như là cái là phần đuôi là từ một trở đi, một trở đi là phần thứ hai trở đi. Như vậy B chính là cái dãy điểm nhé. Sau đó tôi sẽ đưa vào cái bảng D. Tôi chuyển hết sang thì các bạn dùng cái lệnh tạo tạo điểm nhanh như sau. Đây. Dùng cái hàng float float nhé. Điểm x và for x in b, in b đây thì b chính là điểm này, được chưa? Đây thì tôi sẽ in ra này, tôi print này, tôi print nhé, là name phải có các cái điểm là 2 điểm và tôi in ra cái bảng D cho nó dễ. Đây, thì tôi in đây nhé. Bài này là cái bài là nhập nhập tên vào điểm điểm số. Đấy, chạy thử nhé. Đây nhập dữ liệu đây, như tôi nhập có tên là nhập là bình này, sau đó là 10 này, sau đó là 8 này, sau đó là 9.5 này, sau đó là 7.1. Như vậy có 4 điểm tất cả đúng không? Enter này thì máy nó sẽ báo là mình có cái điểm là 10.0, 8.0, 9.5 và 7.1. Mình tách ra được. Như vậy chúng ta vấn đề là xử lý cái dữ liệu nhập vào thôi. Cái mà cái lõi của nó chính là cái lệnh này, là cái lệnh là chúng ta tách từ cái phần nhập vào đây. Chúng ta dùng lệnh split chúng ta tách ra. Thì cái lệnh split là chúng ta phải dùng, phải làm rất là nhiều, vì hầu như tất cả các cái bài tập mà thi học sinh giỏi đều nhập từ bàn phím hết, cho nên là cái lệnh split là cái lệnh dùng rất là nhiều luôn, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang một một chút em, mà đây là xử lý đơn giản, thì chúng ta làm sang cái phần nó xử lý sâu hơn một chút nhé. Bây giờ bài học bài tiếp theo này. Tôi làm ở trên này cho nên người ta chuyển sang ấy cho nhé. Bây giờ bài tập tiếp theo là cho chép một cái câu là tên của một người. Bây giờ chúng ta cần phải tách ra cái phần tên, phần họ, phần đệm. Làm được không? Đấy nhé. Tôi lấy ví dụ S thì đây. S thì là một cái tên. Đấy là đơn giản đấy nhé. Có một đệm thôi. Còn chúng ta lát nữa chúng ta sẽ làm một bài tập là cái tên người nó dài. Như là Tôn, Tôn Nữ Thị Nguyệt Minh chẳng hạn. Thì cái tên là Minh, còn họ là Tôn, và cái phần giữa là Nữ Thị Nguyệt là phần đệm. Ví dụ bài này là trước bài này nhé, cái bài này là cái bài tôi được tự làm cho nó dễ, làm cho này Tôn này, Tôn này, Nữ này, Thị này, Nguyệt này, Minh này, mẹ tên nó khá dài. Bây giờ đầu bài của chúng ta là tôi phải tách ra, tôi tạo ra ba cái biến là biến họ, biến đệm và biến tên, và phải tách là đúng họ chính là Tôn, tên là Minh và đệm chính là Nữ Thị Nguyệt. Đấy thì bài này là cái bài mà ứng dụng cái hàm split để tôi làm. Được chưa? Rồi tôi làm như sau, tôi làm ngay trên này cho nó dễ đấy nhé. Đấy, tôi đặt A bằng S chấm split chính là cái tôi tách ra. Cái hàm split là hàm rất hay sử dụng. Tách ra thì bây giờ A nó là cái này, A nó là Tôn Nữ Thị Nguyệt Minh. Rồi thì bây giờ cái phần là phần
họ và phần tên thì dễ rồi. Phần họ tôi biết là họ nhé, họ chính là bằng A, phần tử đầu tiên của A chính là A0. Dễ rồi đúng không? Về phần tên, tên là phần tử cuối cùng của A thì cũng dễ. Đây, phần tử cuối cùng của A chính là len A trừ 1. Đây là phần tử cuối cùng của A. Như vậy họ đúng rồi nhé. Họ là đây này, họ của chúng ta là tôn này. Tên chúng ta đúng là gì? Đúng là Minh rồi. Bây giờ tôi cần lấy ra cái phần ở giữa là phần đệm. Đệm là tôi ghép ba cái này lại. Thì tôi đầu tiên tôi phải lấy ra phần ở giữa đã, xong tôi nối lại sau nhé. Thì phần ở giữa đó tôi ký hiệu nó làm cái mảng B. Mảng B là lấy ra cái phần ở giữa, phần bỏ đi đầu và cuối của một cái dãy A thì làm như sau, dùng slicing A. Phần tử đầu tiên bắt đầu là bằng một nhé, và đến phần tử cuối cùng là len a trừ một. Đấy, thì đây chính là cái dãy con của A mà bỏ đi phần tử đầu mà bỏ đi phần tử cuối của A, ta dùng cái hiệu slicing. Bởi vì cái phần tử cuối của chỉ số cuối của A là len a trừ một thì hai chấm những cái lệnh phải dừng lại trước len a trừ một, chính là cái bỏ đi phần cuối. Thì đây chính là cái biểu thức này chính là lấy ra cái dãy con của A mà bỏ đi phần tử đầu, bỏ đi phần tử cuối của A. Enter thì B nó chính là cái này. Và bây giờ tôi chỉ việc nối lại thôi, tôi dùng cái đệm đệm của chúng tôi chính là gì? Chính là dùng dùng hàm do do chấm do B. Để đệm này. Thế nhưng mà bây giờ thấy họ này, phẩy này, đệm này, phẩy tên là chính xác rồi đấy. Mẹ họ là tôn này, đệm là Nữ Thị Nguyệt và tên là Minh. Đấy, đây là một cái bài tập đơn giản thôi nhưng mà thế nặng bài tập này các bạn sẽ phải làm rất nhiều và cho học sinh làm bài tập ở trên lớp đấy. Là bài tập là nhập vào phía một cái tên người đầy đủ, em hãy viết chương trình để tách ra phần họ, phần đệm, phần tên. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta làm một số các bài tập để cho quen dần với cái phương thức quan trọng của tôi nhé. Đấy, nhưng mà cái split này và cái join là hai cái hàm mà có trong sách mà theo tôi đó là cái hàm mà chúng ta rất hay sử dụng nhé, cùng với cái hàm file nữa được chưa. Thì phần này chúng ta sẽ quay lại. Bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút nữa để chúng ta hiểu sâu hơn cái phần này không có trong sách, tôi nói thêm một chút nữa nhé về sâu nhé, là như thế này. Đối với sâu thì như này nhé. Sâu ở trong đây vấn đề này là tôi là các bạn là biết rồi, nhưng tôi muốn nói thêm cái một chút nữa cái khái niệm mà vì sâu đó là một dãy các cái tự Unicode. Chúng ta Unicode thì nó khá phức tạp cho nên là có rất nhiều những cái chuyện chúng ta sẽ phải chú ý. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Đây. Ở trong một cái show thì chúng ta nó có những cái cũng là phần này tôi sẽ viết ở đây cho nó dễ nhé. Ở trong vì show làm các cái tự thì trong các cái show ở trong cái show trong các cái show thì có một số ký tự đặc biệt. Đặc biệt và cái này là Python nó để ý. Đấy. Thì các cái đặc biệt này là gì, là các cái tự mà nó bắt đầu bằng cái dấu bắt đầu bằng cái dấu chéo này này, cái tự đặc biệt chú ý nhé. Thì đặc biệt nhé, thì cái em này đây tôi cho các bạn xem cái em này. Thì các cái tự mà bắt đầu bằng cái dấu chéo này và đằng sau là một cái tự gì đó, ví dụ sát ở đây nhé. Thì cái tự này này, cái tự này thì các cái tự này là cái tự mà Python coi đặc biệt, và cái tự này người ta gọi là các cái dãy thoát, các dãy đang chú ý dãy thoát. Thì ở trong Python thì cái tự này thì nó không được in ra đúng như vậy. Đây để cho các bạn xem nhé. Đây
thì thật nó có khá nhiều, mà tôi cho bạn xem là chú ý khi chúng ta tạo ra những cái sâu mà nó có trước cái tự chéo này thì chúng ta phải chú ý. Ta chú ý nhé, vì là cái tự chéo này mà đi với một cái tự ở sau này thì người ta gọi chung cái tự này là cái tự thoát, hay là cái tự hay là các cái, hay là người ta gọi là các cái dãy thoát, thì Python sẽ xử lý thoát đặc biệt không phải như bình thường nữa. Lấy ví dụ đây, bây giờ tôi viết là s thì bằng, ví dụ tôi viết là chữ Hà nhé, Hà, sau đó là chéo n là nội, lấy ví dụ như vậy. Thì đây là một cái sâu bình thường, là sâu bình thường nhé. Mà đây tôi kiểm tra S thì nó vẫn là cái sâu như thế này. Nhưng mà tôi tư nó ra thì nó không không đúng như vậy nữa. Đây, tôi tư S ra. Thì nó sẽ thành như thế này. À, nội. Đó. Vì sao như vậy? Vì cái ký tự là chéo N này là cái tự đặc biệt. Nó gọi là dạy thoát. Cái tự này nó sẽ không được in ra theo đúng như thế. Không phải là viết ra là in ra được. Đó. Cho nên đây là cái tự đặc biệt, và cái đặc biệt thì máy hiểu là như sau này. Như vậy cái chéo n này, cái tự này này là máy hiểu là cái tự xuống dòng. Chuyên ở trong cái sâu mà bất cứ đâu mà có cái tự này thì máy hiểu đó là cái tự xuống dòng. Cho nên là khi in ra là chúng ta phải chú ý như vậy. Nó không như vậy, cái việc mà in ra này nó là khác so với thể hiện của sâu chúng ta khi ta nhập vào. Thì đây là một chỗ rất là khó, hơi khó của Python. Không phải một cái sâu chúng ta gõ vào là in ra nó đúng như vậy. Đấy. Thì không phải, chỉ chéo này nó có rất nhiều khác. Để tôi cho các bạn xem, bây giờ mà tôi để tôi kiểm tra trong 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 máy tính của tôi ghi ở đâu là các dãy thoát nhé. Để tôi nhớ này, thật là nó có nhiều dãy thoát, nhưng mà dãy thoát chéo n là một trong dãy thoát là hay dùng nhất nhé. Thì tôi nhớ là cái em dãy chéo mà t cũng là một cái em là một cái dãy thoát, dãy chéo mà u u lớn này, dãy chéo có u nhỏ cũng là một cái dãy chéo x lớn, dãy chéo x nhỏ, vân vân. Đây là đều là những cái tự rất đặc biệt, cho nên khi chúng ta mà viết các cái tự này chúng ta phải chú ý, nên nó đều có ý nghĩa cả. Đấy, thì đặc biệt nhất là chéo n, là chéo n đó. Thì chúng ta phải chú ý nhé. À, thì bây giờ mà cách mà chúng ta chú ý là như sau này. Khi mà chúng ta viết một cái ở trong Python có một cách là, nếu chúng ta mà muốn là viết như thế nào mà in ra như vậy thì chúng ta phải làm như sau. Đây. Thì chúng ta phải tạo ra một cái dãy Unicode, nó gọi là dãy Unicode, dãy ký tự thô. Này, nó gọi là raw, raw. Raw string là cái bảo đảm cho chúng ta là viết như thế nào thì in ra như vậy. Chúng ta chú ý nhé. Ở trên thực tế chúng ta thấy là trong Windows chúng ta hay viết kiểu này để chỉ các phân cách của thư mục. Ví dụ tôi viết là một cái gì là ví dụ là một cái đường dẫn, ví dụ như là path bằng C hai chấm chéo u như này đúng không? User như thế này đúng không? Đó, thì cái lệnh này là cái chữ chéo u này là cái rất là mà thì nó không hiểu vì máy nó hiểu là ý khác, hay là chúng ta lại viết C hai chấm chéo NAR chẳng hạn thế này, thì cái chéo n này máy hiểu nó xuống dòng cơ. Đấy. Thì mình làm thế nào mà muốn viết ra như thế nào, tôi muốn là viết trên màn hình như nào, in ra như vậy thì làm như sau. Thì phải dùng khái niệm là raw string. Thì raw string là như sau đây. Ví dụ như tôi muốn là gì, tôi muốn tạo một cái sâu s thì là path, thì lấy ví dụ nhé, path path thì hai chấm chéo n a r thì lấy ví dụ như này nhé. Đây. Thì đây là một cái sâu mà tôi muốn in ra đúng như vậy nhé. Rồi bây giờ tôi print từ cái path này ra này thì máy sẽ không như vậy, máy ra chữ C trong trong là xuống dòng chữ aru, bởi vì là cái chéo n này nó là cái tự đặc biệt, cái tự nó gọi là cái tự dãy thoát. Thì ở trong Python có rất nhiều dãy thoát, bắt đầu bằng chéo, bằng một cái chéo như tôi vừa nói lúc nãy đấy. Đấy, chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm xem là chúng ta tìm xem mình tự tôi tìm cho các bạn là liệt kê ra tất cả các loại dãy thoát
của Python là như nào, chúng ta có thể tìm được ngay, tìm được dễ dàng luôn. Nhưng mà để tránh nó sẽ làm như sau, thì để mà chúng ta tạo ra một cái show mà chúng ta làm viết như thế nào, in ra giống như vậy, thì chúng ta dùng khái niệm là raw string là như sau. Tôi viết là đây, ví dụ tôi viết là path tạo ra một cái này, thì tôi viết sao, tôi viết r nhỏ ở phía trước đó, đó là mở nháy, đó là c hai chấm chéo, hai chấm là chéo đây, hai chấm chéo na ru đấy, ví dụ như này, ví dụ nhé đó. Thì đây là cách viết là tạo ra một cái show, là cái tựa đó là show cái tự raw, hay là show cái tự raw là tiếng Việt là gì nhỉ, raw là cái gì nhỉ, raw để tôi đợi dùng chút, tôi kiểm tra cái từ raw tiếng Việt là cái gì, là nguyên bản là gốc à, để tôi đợi thêm chút nhé, tôi sẽ chạy lên mà tôi phải đợi thêm chút, tôi phải hay tôi phải dùng cái từ này, hay dùng quá mà quên mất, raw thô à, raw là thô đúng không, như vậy chúng ta dùng cái số ký tự thô thô thiển raw, thì có chữ r đằng trước nhé, r ở đây, bây giờ enter này, và bây giờ tôi print cái part này ra, thì nó đúng là chữ Naru được, nhưng mà chúng ta viết ra những tạo thành in ra đúng như vậy đó, được chưa. Thì cách thì Python xử lý sao, thế là Python xử lý là mẹo thôi, là bây chúng ta viết thử, chúng ta viết cái print này ra, chúng ta kiểm tra, à, chúng ta viết cái pass này đây, thì chẳng qua là máy sẽ viết đưa vào trước trước cái dấu chéo là cái dấu chéo nữa đó, thấy không nào. Để cho nên chúng ta chú ý nhé, như vậy là trong Python là đây là cách viết raw, là cách viết thô, nhưng bản chất là máy sẽ chèn vào phía trước cái dấu đó một cái dấu chéo nữa. Và chúng ta chú ý là trong Python có một số quy tắc như sau, các quy tắc nhé, các cái quy định, các quy tắc mà dùng để tránh cái em tránh cái tự thoát, hoặc dùng để mà in ra các cái tự in ra các cái tự đặc biệt, cái này là cái rất hay nhé, chúng ta chú ý nhé. Đây bây giờ như nào, bây giờ muốn in ra cái tự này chẳng hạn, thì chúng ta viết này, đây là bên trái là muốn in ra, bên phải là viết như nào, chúng ta dùng hai cái này in ra. Bây giờ tôi muốn in ra cái dấu nháy này, tôi dấu nháy thường này là vì chúng ta muốn viết một câu mà nó có dấu nháy ở bên trong mà chúng ta không để ý, thì dấu nháy này máy sẽ hiểu đây là kết thúc của một show, như vậy là máy sẽ báo lỗi ngay. Thì chúng ta muốn in ra cái này, chúng ta chỉ viết này chéo phẩy đấy, cái tự đặc biệt là như vậy. Chúng ta muốn in ra cái này thì chúng ta viết như này đấy, như đây là một số các cái tự rất đặc biệt là chúng ta muốn in ra thì như vậy nhé. Và đây là một số cái điều mà dùng để tránh cái tự thoát, cái tự thoát là cái tự là dấu chéo như thế này, thì để tránh, và đặc biệt cái dấu như là dấu một nháy, dấu hai nháy ở trong chương trình. Ví dụ tôi muốn viết một cái câu là như này, tôi muốn viết một cái câu là mẹ mẹ nói à, mẹ nói xong à, mở nháy con ngoan lắm, con ngoan lắm đấy, một câu như này thì làm như nào, thì làm như sau, đơn giản như sau, tôi viết như này, hoặc là chúng ta dùng thô đây, chúng ta dùng là s chỉ bằng thô đây, dùng thô đó là mẹ nói cái này hơi khó nhé, mẹ nói là con thử xem con mày là mày là không hiểu, cái này là nhất này, chúng ta dùng cái này nhé, và mẹ nói này dấu nháy thì chúng ta dùng cái chéo nháy thì mày hiểu vậy, à mẹ nói là con ngoan lắm, sau đó lại chéo nháy nháy một lần nữa, thì như vậy là cái này này là cái tự này là, cái này là chính là một dấu nháy, cái này là một dấu nháy nữa, còn cái nháy bên ngoài cùng này là ứng với cái dấu nháy bên trong này. Đấy, thì như vậy chỗ này là máy vẫn hiểu như thường nhé. Đó.
Vậy chúng ta enter ở đây thì chúng ta bị chúng ta print cái s này ra là máy vẫn hiểu như bình thường. Đó. Như vậy nó là cái mẹo thôi, cái mẹo. Vậy chúng ta có thể dùng là raw, một cách là chúng ta dùng cái raw, cái số ký tự unicode raw là thô đấy, hoặc chúng ta dùng các cái mẹo chúng tôi vừa nói, tức là hai dấu này thì muốn mô tả cái dấu này thì chúng ta dùng dùng hai dấu đấy, thì thoải mái. Đấy nhé. Vậy nên là cái điều này rất quan trọng đấy, vì thực tế chúng ta phải xử lý rất là nhiều những cái xử lý rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Nói thêm một chút nữa về ở trong Python cái dấu mô tả một cái siêu thì có thể là một dấu nháy, dấu nháy kép nhé, hoặc là dấu nháy đơn nhé, thì một này. Nhưng một cách khác nữa là chúng ta mô tả cái sâu của chúng ta là dấu ba nháy. Thì dấu ba nháy đặc biệt, dấu ba nháy là cái dấu mà cho phép chúng ta là viết, chúng ta có thể enter được xuống dòng được, ví dụ như là Việt Bắc, quê hương nhé, sau đó chúng ta quê hương, sau đó chúng ta enter xuống dòng, chúng ta viết là cách mạng. Sau đó là ba dấu nháy kép, máy vẫn hiểu hết nhé. Như vậy là riêng cái dấu nháy là hoặc là ba dấu nháy kép hoặc là hai dấu nháy kép thì chúng ta được phép tha hồ xuống dòng, chúng ta enter đi, enter bây chúng ta kiểm tra lại S3 thì các bạn thấy không, ở chỗ cái quy hương này nó chèn vào cái tự điều khiển là cái tự là cái dãy thoát là chéo N chính là xuống dòng, và bây giờ chúng ta sẽ print, chúng ta sẽ print print cái S3 nó ra thì nó xuống dòng thực sự luôn. Đấy. Cái Bắc quê hương cách mạng thành công này. Như vậy là riêng game là riêng cái dấu ba dấu nháy này là ở trong cái sâu đó chúng ta được phép xuống dòng thoải mái. Như vậy là viết một cái sâu ký tự mà xuống dòng vô tư thì chúng ta dùng ba dấu nháy kép hoặc ba dấu nháy đơn. Nhưng mà một dấu nháy thì không làm được nhé. Rồi bây giờ tôi quay lại cái ở trong chương trình. Thì trong chương trình thì chúng ta sử dụng cái dấu thăng này là mô tả cái chú giải của chương trình, nhưng mà cái dấu thăng nó chỉ chú giải ở trên trên một hàng thôi, đó phía cuối thôi. Điều tôi muốn làm cái chú giải trên nhiều hàng thì làm như nào? Đó thì ở trong Python nó hỗ trợ là chúng ta sử dụng chính cái dấu ba nháy để làm chú giải. Đây, để tôi viết trên này, tôi viết là ba nháy. Anh xuống dưới này tôi để ba nháy. Đấy, thì bây giờ cái đoạn giữa này thì có thể không còn dấu thăng nữa, thì cái này máy vẫn hiểu đây là một cái đây là một cái phần chú thích. Như vậy ở trong Python muốn chú thích trên nhiều hàng, ở trong anh chú ý là ở trong Pascal có, trong C là có hết những cái chú nhiều hàng, thì ở đây chúng ta làm như sao, chúng ta gõ các cái chú nhiều hàng đó bắt đầu bằng dấu ba dấu nháy, ba dấu nháy kép hoặc đơn và kết thúc bằng ba dấu nháy kép hoặc đơn. Cho người ta hay sử dụng cái cách này để chúng ta làm thực tế, mà hay nói thực tế khi chúng ta làm trình dài thì chúng ta ít khi mà chúng ta cần có những comment mà rất là dài đấy, thì chúng ta gõ rất nhiều cái dấu thăng quá nó mệt lắm, thì chúng ta làm được cái này, chúng ta gõ hai ba dấu nháy kép xong nó xuống dòng, chúng ta viết vô tư các cái dòng có thể viết là dài, sau đó là enter là cuối cùng và viết ba dấu nháy ở cuối nữa. Thì đây là cách mà hay dùng nhất của những người làm lập trình chuyên nghiệp ấy. Thì đây là cách mà chúng ta là tạo ra những cái comment dài cho trong chương trình nhé, các bạn chú ý. Đã. Được rồi, thì hôm nay thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi nhé. Thì lát nữa về tôi sẽ cho các bạn một số cái một số các cái bài tập liên quan đến hoa, chúng ta làm tập cả cái phần sâu, cả cả phần phần list, và tới hôm nay là sẽ có rất nhiều bài tập luôn đấy, có rất nhiều bài tập tất cả liên quan đến list và sâu. Tôi cũng xin báo cáo luôn các bạn nhé, là cái buổi sắp tới của chúng ta là buổi thứ mấy nhỉ? Là thứ sáu này đúng không? Thứ sáu này chúng ta nghỉ nhé. Vì thứ sáu tôi phải có cái buổi tập huấn ở tận Kiên Giang. Nói chúng ta có ai ở Kiên Giang không nhỉ? Không có đúng không? Thì hôm tới tôi phải vào Kiên Giang để tập huấn giáo viên. Thứ năm tôi dạy tôi tập huấn ở tỉnh Bạc Liêu và thứ sáu tập huấn ở Kiên Giang. Tập huấn cái này thôi, tập huấn cho giáo khoa. Thì lớp chúng ta sẽ nghỉ ngày thứ sáu nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé.
Dạ, em chào Ừ, thầy. vâng ạ. Dạ, Chào các thầy ạ. bạn. Xin chào thầy ạ. Dạ, Chào các bạn.